bán tiếp được đến nữa. Cô làm gì? Tôi được bán nó. Đây. Đây là nói không? Đây là người gì? Rồi cái này. Rồi. Nói bao lên em. Police. Officer. Rồi nhóm này đặt tay em. Rồi. Chính xác. Police officer. Rồi. Chị cãi rồi.
baker ha. Baker là thợ làm bánh này bà. Thì con bánh được chưa? Rồi tôi coi nha. Bricklayer. Architect là gì?
Photograph,
Enter đặt tay. Passenger rồi đúng này. A và T chính xác ha. Rồi 10 điểm. Passenger, ok. Đây là thợ mộc. Tới cô nha. Cab driver.
motorcycle taxi driver. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Nghĩa. Quá chậm chưa được điểm, quá chậm quản thủ thư viện. Quản thủ thư viện rồi. Rồi, quản thủ thư viện. Còn cái con librarian. Librarian. Rồi, cái nhóm này. Rồi. Ở xuống đó chính xác. Plumber. Plumber. Rồi, cái nhóm này. Rồi, quá dễ đúng không? Taxi driver. Taxi driver. Rồi, cái nhóm này. Xe ôm chính xác. Motorbike taxi driver. Yeah. Rồi. Xe làm bánh. Làm bánh chính xác. Cái này. Tiệm làm bánh chính xác. Hai là làm bánh. Rồi xuống nước hả? Rồi, fireman, cái này. Tính cứu hỏa chính xác rồi, tôi coi nha. Airports. Airports. Fireman. Fireman. Firefighter. Firefighter. Pilots. Pilots. Yeah. Rồi, bây giờ thêm vật nữa bạn. Bây giờ cô nói đây, he is a police officer. Bây giờ bạn như nào? Thay thế cái nghề là thay thế cái chủ của cô. Được chưa? Rồi, bố tôi là cảnh sát nhóm này. Ta lên một người á xanh. My father is a police officer. Chính xác, my father is a police officer. Rồi nhóm bên này. Em. My uncle is a bus driver. Chính xác, my uncle is a bus driver. Yeah. Rồi tiếp bên này. Rồi, nó chưa chậm mà chưa có chuẩn nữa. Bây giờ trừ biển nha. My husband is a taxi driver. My husband is a taxi driver. Rồi, tiếp theo câu cuối cùng. Bạn trai tôi là phi công. Trời ơi, bà già rồi đó biết bay. Rồi, my boyfriend is a pilot. My boyfriend is a pilot. Okay. Rồi, đó là cái mô tả ha. Rồi, bây giờ tới cái phần này là phần nghe cấm này bạn. Phần này là bạn thấy như nào? Nghe. Bây giờ là những nghề bạn học rồi, nhưng mà bây giờ bạn phải nghe gợi ý và bạn đoán ra cái nghề đó nha. Bây giờ, chờ cô một xíu. Lần này sẽ là 15 văn. Được chưa? 15 văn. Đổi thay chủ. Đổi thay chủ. Chị hết thì chị qua lên đây. Thank you.
chồng này này. Nghe gợi ý mình chiếc anh này. Rồi chúng ta đón nghề ha, đặt cây. Mỗi lượt chúng ta sẽ được, đầu tiên sẽ được 1 điểm, sau đó sẽ tăng số điểm dần nha. Bây giờ mới quyết định rồi thua nè. Rồi nghe nha. This person goes to school to study. This person goes to school to study. Okay, đó là student. Okay. Rồi, this person goes to school to teach students. Nhìn chữ vậy? Nhóm này trước nhỉ? Nhóm này rồi. 2 điểm. Teacher rồi 2 điểm. Rồi, 3 điểm. This person take care of sick people. Takes care of sick people. Doctor, sai luôn. Nhìn mấy bạn, bạn có cụm từ take care là chăm sóc người bệnh ha, sick people là những người bệnh. Yeah. This person takes care sick people. Take care. Đó là nurse. Tiếp theo, when you are sick, you should go to the hospital to see this person. Rồi, nhóm này, doctor. Rồi, 4 điểm. Rồi, when you are sick or ill, sick hay là ill, ill bạn, ok. Khi bạn bị bệnh thì bạn nên đến bệnh viện để gặp người này, đó là bác sĩ, ok. Tiếp, 5 điểm nha. You should see this person when you have a toothache. Dentist, chính xác. Toothache là bị đau răng ha. Have a toothache. Mọi người nhá, bị đau răng là have a toothache. Bị đau đầu là have a headache. Okay. Bị đau lưng là have a backache. Chúng ta thêm cái đuôi A, C, H, H là cái đầu. Toothache. Okay. Rồi. This person takes care of people, takes chăm sóc răng cho mọi người. Okay. Rồi, tiếp theo 6 điểm. This person arrests bad people. Arrests bad people. Build. Sai, build.
tiếng Hoa là design. This person build houses, build factory, build buildings. Người này xây gì? Xây nhà, xây con cà phê, xây gì còn gì? Thank you.